Tại thủ đô Hà Nội vào thời điểm này đang có mưa lớn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giao thông và nguy cơ xảy ra ngập úng tại một số tuyến đường, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 cách đây ít phút. Theo ghi nhận của công ty cây xanh Hà Nội, đến nay vẫn chưa có trường hợp cây xanh nào bị gãy đổ, bật gốc do mưa bão. Nhưng với cường độ mưa ngày càng lớn như thế này, đặc biệt trong chiều và tối nay, cần đề phòng khả năng xảy ra cây đổ, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay, mưa tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng, có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa cả ngày hôm nay có thể đạt 100-150mm và sẽ gây ngập lụt cho các tuyến phố khu vực nội thành từ 200-500mm, các điểm thường xuyên ngập sâu cần hết sức chú ý. Các chuyên gia cũng cảnh báo, trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì mưa to đến rất to trên diện rộng, với lượng từ 200-300mm, nhiều khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Còn vùng ven biển cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-4m.